Rồi, chào quý vị và các bạn nhá. Sài Gòn thì đang mưa, một cái cơn mưa rất là lớn. Bây giờ là 16:30 giờ Sài Gòn. Và Tuấn Dương đang có mặt ở cái góc phố này. Số bên kia các bạn nhìn là một cái quán hủ tiếu Nam Vang và mì xào giòn. Bây giờ mình sẽ quay cái góc máy đi để quý vị và các bạn coi cái cơn mưa này nhé. Chúng ta hãy nhìn sang bên đường kia, nơi mà có rất là nhiều các cái người đang ngồi trong quán uống cà phê, xem họ là những ai. Một cái bác ngồi vắt chéo chân chữ ngũ kia là bác ấy bán vé số kìa. Bên cạnh đó là các cái cậu sinh viên, có hai cô gái băng qua đường, sinh viên của cái trường Việt Giao rồi. Tiếc một like, một comment. Bye bye quý vị và các bạn.